Chào các bác nhé. Hôm nay bên nhà em Trường Thảo để về những dòng rau khâu liêm để phục vụ các bác làm vườn, làm nông nghiệp. Đây là một cái dụng cụ cần thiết đối với tất cả gia đình. Em có xin chi tiết một chút để các bác nhà mình mà đang cần cái mẫu này thì hãy tham khảo ở chính cái video này của em. Số điện thoại của nhà em Trường Thảo thì đã để đây rồi. Các bác có thể liên hệ trực tiếp với hai đầu số điện thoại này em tư vấn các bác nhé. Thì cái dòng dao khâu liêm này thì nhà em đã là cái dòng dao thép rồng, một cái mẫu dao già thép nhất để giúp các bác làm vườn làm sao cho tiện lợi. Em thấy các bác trong miền Nam, miền Tây thì sử dụng rất chi là nhiều. Cái này là cái dòng dao thép rồng chìm. Thép rồng chìm là một cái dòng thép tốt nhất của cái dòng dao khâu liêm này nhá. Cái này thì có bác gọi là cái liềm khâu liêm này, còn em thì em gọi là cái dao khâu liêm. Cái này cái kích thước dài của nó thì tầm độ 60 các bạn, 60-65 cây dài. Cây này thì giúp các bác giật cành dừa nhé, giật cành chuối, giật cành cây. Các bác có thể đi rừng phát lương, phát rẫy đều được. Và đảm bảo là nó rất chi là sắc bén và giúp các bác tiện lợi. Còn nếu như các bác mà muốn vặt quả cao ấy, các bác có thể buộc trực tiếp vào cái xào luôn. Các bác giật cành ở trên cao. Giá vừa rẻ mà lại vừa được việc các bác ạ. Thì với những cái dụng cụ nông nghiệp này thì bên cơ sở em Trường Thảo có hàng nghìn sản phẩm mỗi ngày. Em sẽ đăng 3 sản phẩm để gửi tới các bác nhà mình. Cũng mong sao mà các bác đang quan tâm tới sản phẩm, các bác hãy ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh. Đối với các bác mới xem mà chưa biết tới kênh em bán cái gì đấy ạ, các bác nhớ ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh nhé. Để mỗi một ngày thì sẽ nhận được những cái thông báo của em đăng tải về những cái dụng cụ hữu ích nhất để các bác nhà mình được lựa chọn. Và cái sản phẩm này thì em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác miền Nam, miền Bắc hay là miền Tây, Cà Mau, ở đâu cũng có thể mua được cái dụng cụ này. Chỉ cần các bác alo, để lại địa chỉ, để lại số điện thoại thì em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Thì hôm nay cái số lượng hàng này là em sẽ gửi sỉ nhá. Các bác mà cần số lượng buôn, số lượng lấy để bán lại thì cũng cứ liên hệ với em. Cần dao chuối nhá. Con dao chuối này thì làm một cái dụng cụ chuyên nghiệp dành cho các bác pha lại chuối này, tách chuối này. Con này các bác tách chuối thì tính bằng dây các bác ạ. Chỉ tính bằng dây thôi nhá. Nhanh vô cùng, bén. Chất liệu thì là thép trắng. Cái thép này thì là thép không rỉ các bác ạ. Bởi vì chính nhà em thì cũng đã dùng rất chi là lâu. Em thấy nó rất chi là tốt. Thì em mới đăng tải lên để chia sẻ với các bác nhà mình làm vườn. Hãy sử dụng cái con này. Mẫu này thì có 60.000 đồng một chiếc. Khi các bác mua 2 chiếc thì giá của nó sẽ là 120.000 trên 2 chiếc. Miễn phí ship tới tận nhà. Mua 2 chiếc các bác nhé. Cái này thì thép tàu, thép trắng tàu nhá. Nếu như các bác mà đã sử dụng qua cái dòng này rồi thì các bác biết. Có những bác mua hàng chục con, có bác mua nhiều, mua 20 con về dùng. Đấy là các bác ở vùng miệt vườn dùng cây nhiều đấy. Còn với các bác trồng ít thì các bác mua 2 con trở lên để cho nó lợi nhất nhá. Để cho các bác lợi thì các bác mua 2 con thì em sẽ miễn phí ship 120.000 trên 2 con. Còn con dao rồng này nhá, giá con to này sẽ là 100, con bé sẽ là 80. Đấy. Số điện thoại thì ở bên cơ sở em Trường Thảo thì em để đây. Các bác lớn tuổi khi xem được video này của cháu nhé, các bác hãy lưu số điện thoại này vào. Để ví dụ ngày hôm nay các bác chưa cần, nhưng ngày mai, ngày kia các bác sẽ cần tới cái dụng cụ này, thì sẽ có số của nhà Trường Thảo luôn. Để gọi, để đặt những cái sản phẩm tốt nhất, những cái dụng cụ tiện ích nhất. Dụng cụ này thì em sẽ nhận gửi và ship trên mọi miền Tổ quốc. Các bác cứ mua 2 sản phẩm là em sẽ miễn phí ship rồi. Để phục vụ các bác làm vườn, làm nông nghiệp đầy đủ nhất thì hãy liên hệ trực tiếp tới em. Ngoài những cái sản phẩm này ra thì bên cơ sở em sẽ có hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Ở những cái sản phẩm cần thiết trong làm nông nghiệp, làm cây. Thì một ngày thì em chỉ đăng đến 2 đến 3 sản phẩm được thôi nhé. Thế cũng mong là các bác mới xem, khi gặp video này thì hãy nhấn vào nút đỏ đăng ký kênh. Để xem được nhiều sản phẩm của nhà em qua những đoạn clip ngắn như thế này. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác.